chỉ vì tiếng nẹt pô mà đối tượng Nguyễn Chí Thanh, 25 tuổi, vừa bị cảnh sát điều tra công an huyện Chợ Mới tỉnh An Giang khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Thanh cùng một số người bạn đến nhà của ông Trần Phú Châu để nhậu. Trong lúc mọi người đang nhậu, thì Nguyễn Văn Mao điều khiển xe mô tô ngang nhà, nẹt pô lớn tiếng. Vì khó chịu với tiếng nẹt pô, lại nghe thêm câu chuyện Mao chửi vợ chồng ông Châu, nên Thanh đã cầm dao cùng với bạn nhậu kéo đến nhà Mao xô sát và làm Mao phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Tỷ lệ thương tích là 13%.